Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái thương hiệu Rap Power ha, là cục sạc dự phòng kim cốc sạc. Nó có dung lượng sạc dự phòng nó 2-in-1 ha, có dung lượng 5000 mAh ha. Cái mã hàng nó là RBBB101 ha, hàng chính hãng ha. Cái cốc này có điểm gì đặc biệt? Thứ nhất có đặc biệt là ở chỗ là 2-in-1 ha, vừa là cốc vừa sạc dự phòng. Thì 5000 mAh thì chúng ta có thể sạc được một lần mấy iPhone ha. Thì trong một ngày thì chúng ta sử dụng một lần mấy cũng ok rồi ha. Tại vì nó là kim sạc dự phòng nữa, cho nên khi chúng ta sạc hết dung lượng của nó thì chúng ta cứ tìm ổ điện là chúng ta cắm vào là chúng ta đã sạc lại cho nó rồi đó. Thì sản phẩm này điểm đặc biệt, điểm mạnh của nó là nó áp dụng hai công nghệ sạc nhanh trên cùng một thiết bị, đó là công nghệ Power Delivery thế hệ thứ 3 lần nha các bạn ha, là PD 3.0 18W và cổng USB-A áp dụng công nghệ quyết giạc 3.0 cũng 18W. Nhưng hai cổng này chúng ta sử dụng cùng một lúc á thì nó là sạc thường, nó cho công suất là tổng là 15W 5V 3A. Còn nếu chúng ta muốn sạc nhanh thì chúng ta có thể là chọn một là cái cổng C để sạc nhanh bằng công nghệ PD, hoặc chúng ta chọn cổng A bằng công nghệ quyết giạc ha, nghĩa là chỉ sạc nhanh một thiết bị. Còn nếu chúng ta sạc nhanh hai thiết bị á, là không được, nó chỉ sạc thường với công suất 5V 3A 15W tổng ha. Đây là nó là áp dụng công nghệ Power Delivery cho nên nó thể sạc nhanh cho iPhone 8 trở lên, từ 0% hoặc 8% pin á, đến 50% pin trong vòng 30 phút nếu chúng ta dùng cáp C to Lightning ha. Và sản phẩm này nó có rất là nhiều cái hay ở chỗ là cái cổng C nè, nó đâu giống như trò input và output lên, in và out cùng một lúc, cho nên chúng ta sẽ không có nhiều cái cổng sạc giống như là cái Anker Fusion 5000 ha. Anker Fusion 5000 thì nó có hai cổng A, một cổng in micro USB, nó rất là nhiều cổng. Còn này nó tiết kiệm ở chỗ là nó dùng cổng C luôn, in out bằng công nghệ Power Delivery 18W ha, cho nên nó rất là tiện ở chỗ là ít cổng, không có, nó tích hợp in out cùng nên nó không có nhiều cổng như là Fusion 5000 của Anker ha. Đây sản phẩm thực tế. Cái điểm mình thích nhất ở sản phẩm này là Rap Power rất là chịu chơi ha, nghĩa là tặng cho chúng ta hai cáp luôn, một cái cáp C to C và một cái cáp A to micro USB. Thì mình để mình mở ra bạn xem ha. Sản phẩm này đóng gói khá là chắc chắn. Đây. Nó tặng cho chúng ta hai cái cáp ha. Thì giờ mình lấy ra luôn. Một cáp C to C khá là chắc chắn ha, nó có chữ Rap Power trên đây các bạn ạ. Tại cái iPhone 6 Plus này cùi bắp quá nên nó rất là mờ, không thấy chữ Rap Power, nhưng mà cổng cáp này có chữ Rap Power ở trên đây luôn ha, hai đầu ha. Và một cổng cáp ARA micro USB thì không có chữ Rap Power, có đây ha. Thì bây giờ mình sẽ để hai cổng cáp này ở trên đây, tại vì nó chút xíu nữa mình sẽ cần dùng đến hai cổng cáp này ha. Đây là sản phẩm thực tế, nó khá là trung bình, nói chung là không to cũng không nhỏ ha. Phích thì dùng phích gập, nuôi gần các bạn xem ha. Rap Power thì thường dùng cái màu trắng hơn, nhưng mà họ là màu trắng mà nhựa bóng cho nên chúng ta rất là dễ dàng vệ sinh ha, chứ không phải nhựa nhám chúng ta dơ là chúng ta khó ha. Còn này nhựa bóng chúng ta chào cái khăn là mới tinh lại ha. Còn đây là thông số kỹ thuật đó nè, đúng là iPhone 6 Plus cùi quá, quay không rõ. Thôi mình lấy cái hộp thì cái hộp nó quay rõ hơn các bạn ạ. Cái hộp ở phía sau lưng nó để khá là chi tiết cái thông số kỹ thuật để bạn xem trước ha. Thì nếu chúng ta dùng bằng sạc cho nó bằng cách cắm điện vào á thì nó lại sạc đầy cho chính nó ha. Khi cắm điện sạc đầy chính nó trong 3 giờ đồng hồ ha. Còn nếu mà chúng ta dùng cái sạc cho nó bằng cổng C á, cổng C là in out bạn nha, cổng C là in out,
nếu chúng ta dùng ống si với nó và chúng ta dùng cốc có PD, có công nghệ PD á, là USB-C PD á, 18W trở lên á, thì chúng ta thể là sạc đầy cho nó trong 1 tiếng 20 phút ha. Nhưng nghĩa là có cổng si gì nè ha, tại nó có tăng cáp C2C á, chúng ta có cái cốc mà cổng si á, chúng ta sạc cho nó thì chỉ cần là 1 giờ 20 phút là đầy rồi ha. Ít hơn á, để là 1,2 giờ nhưng mà mình quy ra 1 giờ 20 phút cho nó dễ nhớ. Còn khi mà output á thì nó là USB-C 5V 3A ha, 9V 2A và 12V 1.5A. Các bạn nhớ cổng C nè. In out mà nó áp dụng là PD thế hệ thứ 3 nha, PD 3.0 á. Còn nếu mà output cái USB-A này quyết giạc nè thì nó cũng cho ra thông số tương tự ha, 5V 3A, 9V 2A và 12V 1.5A. Khi mà sạc hai thiết bị cùng một lúc như nãy mình đã chia sẻ rồi ha, nếu chúng ta sạc hai thiết bị cùng một lúc thì nó cho ra công suất là 15W 5V 3A total ha. Sản phẩm như mình vừa kể ha, được tặng một cáp C2C và một cáp A to micro USB ha, một cục sạc dự phòng và một cái sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng thì mình làm biến đem qua đó. Đó thì như mình nói, nó là cốc kim sạc dự phòng. Cho nên hiện nay mình sẽ khi nó hết pin á thì chúng ta có ở bất cứ ổ điện nào, ví dụ như chúng ta đi quán cà phê hoặc là ở nhà xe ta chờ đợi, chúng ta ở gần cái ổ cắm điện á, thì chúng ta đơn giản là chỉ cắm vào thôi á, là nó đã tự sạc cho chính nó rồi ha. Cái hay ở chỗ, để mình quay lại gần. Cái hay ở chỗ á là mà khi mà chúng ta sạc nhanh cho chính nó hoặc nó sạc cho cục sạc khác mà áp dụng công nghệ sạc nhanh thì sẽ có một đèn led xanh nó sáng ha. Còn giờ cắm điện AC là sạc tự sạc cho chính nó 3 tiếng đầy á, thì nó là 4 cái dải ánh sáng đều là màu trắng ha. Còn khi nó được sạc nhanh, là mình rút ra mình sạc nó giống như mình sạc cục sạc dự phòng á, mà mình dùng cổng cáp C nè. Đó, mình có cổng C, mình dùng cáp C2C sạc cho nó thì nó sẽ có thể hiện một đèn led màu xanh ha. Nó giống như remote này nè, thằng robot này nó sạc nhanh cho thằng nào á, thì đèn nó màu xanh, hoặc nó được sạc nhanh thì màu xanh ha. Còn mà sạc thường thì nó màu cam. Thì này cũng phân biệt, có một cái đèn led màu xanh nghĩa là nó được sạc nhanh hoặc bị sạc nhanh, hoặc là sạc nhanh cho ai đó ha. Còn mà sạc thường cái gì là nó dải led màu trắng, nên chúng ta cũng dễ dàng phân biệt được là nó có sạc nhanh cho thiết bị nào đó không, hoặc nó có được sạc nhanh hay không ha. Đó là một cái điểm hay. Thì bây giờ mình đang dùng với chức năng là cốc sạc ha. Cốc sạc thì nó đã đang có tặng chúng ta ha. Nó đang có tặng chúng ta hai cái cáp là A2C và C2C rồi. Nếu chúng ta mua sản phẩm này ha, nếu chúng ta mua sản phẩm này mà chúng ta mua kèm thêm cái cáp C to Lightning. Ở đây thì sẵn ra là Rapp Offer nên mình giới thiệu luôn cái cáp C to Lightning của Rapp Power ha. Thì sản phẩm của nó thực tế đây. Nếu chúng ta mua cái cốc này đã có sẵn hai cáp và chúng ta mua thêm một cáp C to Lightning này, dây dù 1 mét các bạn ha, cũng của nó luôn, thì chúng ta đã có một combo siêu tiết kiệm. Tại vì thay vì chúng ta có cốc nè, cáp C to Lightning nè và sạc dự phòng, thì này đóng hai vai trò rồi, là cốc và sạc dự phòng rồi, nên chúng ta chỉ cần mua một cáp C to Lightning là được rồi, là chúng ta sẽ sạc nhanh cho iPhone 8 trở lên. Nếu chúng ta đang là fan Apple, chúng ta sở hữu iPhone 8, 8 Plus hoặc X, XR, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max á, thì chúng ta chỉ cần cái cục cốc này và cái cộng cáp C to Lightning là đủ, sẽ không cần phải mua thêm sạc dự phòng. Là đó là một cái điều mà rất là hay. Nếu chúng ta áp dụng mua một cái cốc kim sạc dự phòng, cái này hay ở chỗ là nó vừa là sạc nhanh PD và vừa là sạc nhanh QC ha. Đó thì để sạc nhanh cho iPhone 8 trở lên thì chúng ta cần rất là đẹp rồi ha. Đây cũng Rapp Power cùng thương hiệu ha. Thì chúng ta sẽ cắm vào cổng C nè ha. C thì chúng ta sạc nhanh cho iPhone bằng cái công nghệ
sạc nhanh power delivery thôi ha. Đó, đang sạc bạn ha. Đúng là cái iPhone 6 Plus này nó mạnh quá. Phụ kiện tôi phải dùng cái mặt của mình ra nữa chứ. Ok. Đây, đang sạc nhanh iPhone ha. Còn nếu chúng ta mà có cục sạc dự phòng mà nó áp dụng công nghệ sạc nhanh đó, thì chúng ta đơn giản là nó đã tặng kèm cái cáp C2C rồi ha. Nãy giờ mình thử mình sẽ sạc từng cổng để các bạn tin là nó sạc nhanh ha. Mình sẽ sạc từng cổng. Nếu chúng ta mua cục sạc dự phòng mà nó có PD hoặc nó có PC không còn quan trọng nữa, tại cục cốc mình áp dụng tới hai công nghệ sạc nhanh cùng một lúc ha, thì mình sẽ lấy lại cục của sạc remote Sensi 8 LED ha. Tại vì remote như nãy mình nói nó sạc nhanh thì nó sẽ hiện đèn màu xanh. Chúng nó cục cốc nó đã cho chúng ta cái cáp C2C rồi, thì chúng ta sẽ sạc thử cái C2C của nó coi sạc nhanh cho thằng này không. Nếu sạc nhanh thì đèn LED nó sẽ là màu cam, thấy không? Gắn vô là vào màu cam liền, bạn thấy không? À, còn nếu chúng ta dùng cái điện thoại mà Samsung X8 đi, thằng này không phải X8 đâu nha, thì chúng ta có thể sạc nhanh bằng cái cổng QC. QC thì là cổng UPI nè, thì chúng ta sẽ dùng cáp này thì các bạn để áp dụng nè, để áp dụng coi nó có sạc nhanh cho quyết chạc không ha. Nếu quyết chạc thì chúng ta dùng cổng A, X8 thì chúng ta dùng cáp C2C các bạn, tại vì X8 nó không có dùng cổng micro USB, còn cáp tặng kèm là cáp micro USB và cáp C2C, nên chúng ta an tâm là chúng ta mua cái cục sạc cốc kim sạc dự phòng này thì chúng ta không có thiếu cáp để sạc cho những cái thiết bị Android ha. Cổng C hay là cổng micro USB đều là ok hết. Thì đây mình sẽ sạc nhanh nó coi cục sạc dự phòng Sensi 8 LED này bằng quyết chạc thông qua cổng A. Nói màu cam, nó chưa có hiện màu xanh đó, các bạn thấy không? Chuyển màu xanh ngay. Thì nghĩa là đang chứng minh cho các bạn thấy là nếu chúng ta sạc từng cổng á, thì dù cổng A hay cổng C đều áp dụng công nghệ sạc nhanh hết. Và nếu mà chúng ta cái này đèn LED đang màu xanh ha, mình để nguyên vậy ha. Để nguyên vậy. Và bây giờ chúng ta sử dụng thêm sạc thêm một cái cổng nữa thì như mình nói nó sẽ mất sạc nhanh, nó chỉ là công suất là 5V 3A 15W thôi, nó sẽ không còn. Này nè, bạn thấy không? Cái đèn này nó sẽ quay về màu cam, nó không còn là màu xanh nữa ha, khi chúng ta sạc hai thiết bị cùng một lúc. Này, đây, bạn thấy không? Khi mà sạc hai thiết bị một lúc á, hai thiết bị cùng một lúc, đây mình đang sạc đàng hoàng ha, chứ không phải là dây chiêu. Đó, thì chúng ta sẽ thấy nè, đây cái đèn của Promo Sensi 8 LED từ sạc nhanh chuyển thành sạc thường, và thằng iPhone XS Max này cũng vậy ha. Thì bây giờ mình sẽ gỡ bớt ra một cái đầu ra để nó chuyển lại sạc nhanh QC. Nếu chúng ta đang muốn sạc nhanh cho thiết bị mà QC á, thì chúng ta tháo thiết bị ra ha. Thì chút xíu nó sẽ hiện, cái này nó sẽ hiện lại đèn xanh đó. Mình chưa nói dứt câu nó hiện đèn xanh rồi ha. Nên khi mà cái này nó đầy thì chúng ta có thể gỡ ra. Chúng ta có thể sạc này hoặc sạc cả hai cùng lúc cũng được. Nếu mà lúc cả hai thì nó không có sạc nhanh thôi. Còn nếu mà sạc một thiết bị nó sẽ sạc nhanh. Tùy chúng ta chọn sạc cổng nào theo nhu cầu thực tế ha. Rất là hay. Đó, thì nếu chúng ta mua cục sạc dự phòng RBBB101 này ha, thì nó đã tặng hai cáp như mình chia sẻ đây ha, hai cáp C2C và A to micro USB ha. Thì chúng ta nó đây một bộ của nó nè ha, một bộ của nó đây ha. Thì chúng ta chỉ cần mua thêm cái một con cáp C to Lightning, không cần mua sạc dự phòng theo luôn ha. Thì chúng ta đã có một bộ tiết kiệm nhưng vẫn sạc nhanh cho iPhone hoặc sạc nhanh cho các thiết bị Android nếu có áp dụng quyết chạc ha. Như các bạn mình đã nói rồi ha, để mà sạc cho nó thì chúng ta cũng không cần cốc, tại vì nó là cục cốc rồi mà. Chúng ta tìm ổ điện nào đó, chúng ta ăn cắp điện ha, đi uống cà phê gì đó, thì chúng ta chỉ cần cắm nó vào cái
cái ổ cắm điện gần ở chỗ nào đó thì người ta đang đang sạc cho nó đây ha, người ta đang sạc cho nó đây. À hồi nãy mình quên chứng minh cho bạn xem là khi mà nó sạc nhanh cho ai đó, nó sẽ có một đèn led màu xanh. Thì bây giờ mình sẽ lấy cáp A C2C hoặc A2C cũng được ha, nào cũng được, tại thằng này nó áp dụng công nghệ sạc nhanh ở cổng micro USB cổng C, mà cáp này nó có hai cái thì chúng ta dùng cái nào cũng được. Chúng ta sẽ sạc nhanh cho remote sensing 8 lớp bằng cái cổng micro USB đi ha. Đèn xanh coi. Đó, thì chứng tỏ đang sạc nhanh, thì để mình quay bên đây mình coi coi cái đèn led nó có màu xanh hay không ha. Các bạn thấy không? Cái đèn led cuối cùng màu xanh, nghĩa là nó đang sạc nhanh cho ai đó, cũng hơn là thằng này khi mà được sạc nhanh nó cũng thể hiện màu xanh ha. Hai thằng cùng màu xanh, thằng này đang sạc nhanh cho thằng này ha. Đó là cái điều mình muốn chia sẻ các bạn. Còn khi mà chúng ta sạc hai thiết bị cùng một lúc á, thì bây giờ mình sẽ lấy lại cái cáp nào cũng được ha. Lấy cáp C2 Lightning đi. Mình lấy cáp C2 Lightning mình cắm vào là cái đèn màu xanh này nè nó sẽ mất, và cái đèn này cũng mất luôn, nghĩa là nó không còn sạc nhanh nữa. Đó, cắm vào là thành đèn đèn màu trắng lại bạn ha, nghĩa là nó không còn sạc nhanh nữa. Nó không còn sạc nhanh nữa. Đó, thằng này cũng được luôn, này cũng vậy luôn ha, không còn sạc nhanh đã biến thành màu cam. Thằng này mất cái đèn màu xanh. À, còn giờ mình khi gỡ ra hết, giờ mình sẽ sử dụng cổng C. Mình sẽ dùng cái cáp C2C để sạc cho thằng này ha, để các bạn mình nãy mình thử cổng A rồi ha, bây giờ mình thử cổng C. Rồi lấy cáp C2C để mình sạc cho thằng remote sensing 8 led này bằng cái cổng C luôn. À, các bạn thấy không? Rõ ràng là nó đã chuyển cái đèn led sau cùng màu xanh, chứng tỏ đang sạc xanh, và thằng này cũng đang chứng tỏ đang sạc nhanh ha. Đó là mình đã vừa thử cái cổng C sạc nhanh và cũng đã vừa thử cổng A quyết chạc ha. Thì đó là một cái điểm hay. Còn bây giờ mà để giờ nếu chúng ta có cái điều kiện chúng ta sạc sạc cho nó bằng cái AC. AC là bây giờ nó là mình sạc nó giống như mình sạc cục sạc dự phòng á ha. Thì đây. Thì bây giờ mình sẽ ở đây mình có thằng Anker 49.5W nè, A2321 thì mình cũng nhớ mã hàng nữa. Ở đâu đây nè. Đó. Thì mình sẽ chứng minh bạn xem là khi nó được sạc nhanh với sạc thường nó làm sao ha. Các bạn lưu ý, nãy mình nói rồi ha. Chỉ cổng C này là in out, cho nên khi mà chúng ta muốn sạc nhanh cho con này input á, sạc nhanh thì chúng ta dùng cáp C2C để chúng ta sạc nhanh cho nó ha. Dùng cáp C2C thì nó đã cho kiệm rồi, thì chúng ta không có lo lắng gì hết, nó cho tới hai cáp lận mà. Chúng ta sạc cho nó, đèn đóng tiêu rồi đây. Bạn thấy rõ ràng đang đang là màu xanh đúng không? Đó, nghĩa là nếu chúng ta dùng cái cốc PD 18W trở lên, lấy cáp C2C nó tặng kèm ta sạc á, thì nó chỉ cần 1,2 giờ, thì nó khoảng 1 giờ 15 phút gì đó ha, thì nó sẽ đầy. Còn nếu mà chúng ta sạc cho nó bằng cái cáp A2C thông qua cái cục cốc nào mà có cổng A thì nó là sạc thường nha bạn ha, nó chỉ sạc nhanh khi chúng ta dùng cáp C2C với cốc PD. Còn nếu chúng ta sạc bằng cái cổng A2C thì mình xin phép mình lấy cái này. Nếu chúng ta dùng cái cáp A2C như vậy. A nè. Nếu chúng ta dùng cái cáp A2C chúng ta sạc cho nó thì nó là sạc thường, nó sẽ là đèn màu trắng thôi ha, nhưng mà là công suất vào nó cũng khá là cao, là 5V 2A, 9V 1.2A, nghĩa là 10W 8 tối đa. À, còn nếu chúng ta dùng cấp thường cấp 2A thì nó là 2A, tại cấp này là 2.4A, thì nó cho này vào là này là áp dụng quyết chạc 2.0 các bạn ha, vào EQ 2.0 á thì nó nhận là 9V
1.2A. Còn dùng C2C, dùng cáp C2C thì nó là sạc nhanh ha. Đó là cái điều rất là hay mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và cái cốc này tuyệt vời ha, mua bộ cốc được tặng hai cáp thì mua thêm cái cáp C2Lightning là chúng ta đã có một bộ. Thường thường một bộ như mình chia sẻ một các clip trước á là gồm 3 món ha, cốc, cáp C2Lightning và sạc dự phòng ha. Riêng thằng này nó đã là cục sạc dự phòng dù là cốc rồi, nên chúng ta chỉ cần mua cộng cáp C2Lightning, mua chuẩn của MFI các bạn ha. Bạn mua cáp nào cũng được, miễn sao C2Lightning đó chuẩn MFI là chúng ta thì sạc nhanh cho nó. Do hôm nay mình dùng Rapower nên mình cũng có lấy cộng cáp C2Lightning của Rapower mình chia sẻ luôn ha. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo.